Thưa quý vị, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 ở nhiều địa phương cả nước, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã kết thúc thành công tốt đẹp, được cử tri cả nước cũng như bà con cử tri thành phố Đà Nẵng đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước đó, Quốc hội dự kiến sẽ họp tập trung trong thời gian 11 ngày rưỡi và dự kiến bế mạc vào ngày 31 tháng 7. Lần đầu tiên, các đại biểu Quốc hội đã làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Cùng với đó, chương trình kỳ họp đã tiếp tục được rút ngắn và kết thúc kỳ họp trong ngày hôm nay, 28 tháng 7. Lý do của sự thay đổi này cũng chính là ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành, các đại biểu Quốc hội trong thời điểm này, đó là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng như cử tri cả nước, cử tri thành phố Đà Nẵng đánh giá rất cao kết quả của kỳ họp, nhất là về công tác nhân sự và quyết tâm phòng chống dịch COVID-19 của các đại biểu Quốc hội. Một kỳ họp ngắn nhất nhưng mà giải quyết nhiều việc quan trọng nhất. Cái thứ nhất là kiện toàn các chức danh từ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo của cái cấp trung ương. Thì với một cái sự tín nhiệm rất là cao, chứng tỏ đây là một cái sự thống nhất giữa cái lãnh đạo của Đảng và cũng như là Quốc hội đối với các cái thành viên vừa mới được bầu cử. Cái thứ hai nữa là trong cái lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, đặc biệt là phát biểu của đồng chí Thủ tướng Chính phủ trong cái giai đoạn dịch COVID hiện nay, thì ưu tiên đầu tiên là tập trung phòng chống dịch để ổn định tình hình xã hội và để phát triển kinh tế. Quốc hội chúng ta đã đặt vấn đề đưa lên một cái việc mà chống dịch như chống giặc và coi đây là một cái mục tiêu kép song song với việc phát triển kinh tế, thì tôi thấy là rất thiết thực. Bởi vì phòng chống dịch bây giờ không còn là việc của bất cứ một bộ phận nào, không phải của Bộ Y tế nữa, mà của cả hệ thống chính trị. Bà con cử tri thành phố Đà Nẵng cũng đánh giá cao sự nỗ lực của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trong việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những nội dung quan trọng của kỳ họp, góp phần mang lại thành công cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Cử tri của Đà Nẵng rất là tin tưởng gửi gắm vào là đoàn đại biểu của Quốc hội thành phố đã sáng suốt là lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đủ tâm, đủ tài, là có đủ năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm tất cả các cái việc làm là vì Đảng, vì dân, để là mang lại cái lợi ích cho nhân dân. Cái đoàn đại biểu Quốc hội của chúng ta khóa 15 này có những cái chuẩn bị rất là tốt, có những vấn đề rất là đúng, nhất là những cái bức xúc của Đà Nẵng và đặc biệt là những vấn đề tồn tại mấy nhiệm kỳ trước, bây giờ để kéo dài. Cái thứ hai là những cái dự án mà để lâu, tức là dự án kéo dài, không làm được, vẫn cứ kéo dài như thế.